Đây thì mình có một cái đuôi nè, cái đuôi nó hơi nhỏ nhỏ, bốn cái chân nha các bạn, chân mình cũng hơi dài đấy. Đó, cái chân cũng hơi dài. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào khám phá trực tiếp về cái sản phẩm trong cái thùng này. Sản phẩm trực tiếp trong cái thùng này có mã số là 1804 và 84 con này sẽ là sản phẩm gì nhé. Từ từ Phú à. Wow, từ từ lật ra lật ra. Wow, con gì nhỉ bạn? Con gì mà đẹp quá vậy ta? Con gì mà đẹp quá vậy ta? Đây, các bạn xem đây. Đây. Đẹp quá. Rồi xin giới thiệu với các bạn. Đây là con nai chạy pin nha các bạn. Con nai chạy pin. Đấy. Con nai này thì nó cũng có 3 màu nha các bạn. Nó sắp một thùng là bao gồm một thùng lớn là một thùng 168 con và một thùng nhỏ là 84 con nha. Đó, 3 màu. Màu hồng, màu da nè, màu nâu nha các bạn. Và màu thứ hai là màu trắng, nó nái màu trắng nhưng mà thực chất nó là màu sữa nha các bạn. Đây các bạn nhìn nha. Đây. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn biết chi tiết về cách hoạt động, dùng cách chơi, cách hoạt động và cách chơi của cái sản phẩm này như thế nào nha. Xin chào tất cả các bạn, mình đây, mình là người Uni đây. Cái gì vậy anh nữa? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh có thấy ai nhìn các anh không? Năm anh hôm nay đang nhìn anh kìa. Ủa, lộn, hôm nay là ngày giới thiệu của các anh nay chứ. Mình người Uni xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video khác nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách chơi và cách hoạt động của mình, chi tiết về cách chơi cách hoạt động của mình cho các bạn xem nha. Thì cái sừng nai này của mình á, mình có hai cái sừng nha các bạn. Nó bao gồm một cái sừng máy bên tay trái và một cái sừng là máy bên tay phải nha các bạn. Các bạn phải chọn đúng cái sừng đó nha. Đó. Thường thường thì cái sừng nó sẽ quay gì vô như cái này là nó sẽ đúng cái sừng nai này các bạn. Thì á, cái sừng này các bạn phải lắp như thế này. Đây. Các bạn phải lắp cho đúng cái chiều khớp của cái sừng nai nha. Đây. Cái khớp của mình nằm như thế này nè các bạn. Đó, các bạn phải nhìn kỹ cái sừng nha. Các bạn lắp vô. Không đúng rồi, các bạn lắp đúng là không vào nha. Các bạn lắp mình không đúng là mình không vào đó. Đây, các bạn nhìn kỹ nè. Đấy, ok nha. Rồi, cái sừng nó sẽ trái. Nó cũng tương tự vậy nha các bạn. Đây, các bạn phải lắp mình vô. Các bạn phải đúng lắp đúng chiều nha. Đây nó có cái đường kẻ này nè các bạn. Nè cái đường này nè. Đây các bạn nhìn kỹ nè. Đây cái đường này, cái đường kéo dài là cái đường thẳng nè. Thì nó sẽ tương đương đến cái đầu nằm trên đây nè. Đó là cái bề bên đây nè, cái bề bằng bên đây nè. Bề này nè. Nó sẽ nằm như thế này. Rồi vô rồi các bạn. Rồi xong. Thì khi các bạn mua mình về thì các bạn tháo bọc ra lắp cái sừng mình vô. Thì mình có một cái sợi dây nữa các bạn. Đây cái sợi dây này để làm gì các bạn? Cái sợi dây này á là để mình buộc trên lưng của mình á. Đây các bạn, buộc trên lưng của mình nè, để làm chi? Để các bạn có được đi đâu chơi á, ví dụ như được đi chợ nè, ba mẹ dắt đi chợ nè, hay là được ba mẹ dắt mình đi công viên, hay là được ba mẹ dắt đi du lịch, hay là bất cứ nơi đâu các bạn được đi á, thì các bạn buộc con dây này lên lưng của mình nha. Buộc nghe lên lưng của mình nè. Để làm chi? Để khi á, các bạn có đi đâu á, các bạn dắt theo mình. Đó, dắt mình theo hoặc là cầm mình theo. Đi á, thì nó sẽ không bị lạc với những các sản phẩm đồ chơi khác của các bạn khác. Hoặc là sẽ không bị lạc ở những nơi đông người. Rồi các bạn, ok. Thì cái sợi dây của mình như vậy, thì cách buộc như vậy, thì mình sẽ cho các bạn xem sơ nét sơ qua về cái hình dáng của mình, rồi mình sẽ đi sâu về hơn về vấn đề về hoạt động nhé. Đây thì mình có một cái đuôi nè, đuôi nó hơi nhỏ nhỏ, bốn cái chân nha các bạn, chân mình cũng hơi dài đấy. Đó, cái chân mình cũng hơi dài. Và nó có một công tắc nè các bạn, công tắc nằm ở dưới ngang cổ nè. Trên công tắc mình á, trên công tắc thì nó có một cái lo nhạc ha, cái lo nhạc. Đó, về cái hình dáng như cái mẫu mã thì nó cũng rất là đẹp các bạn. Rồi các bạn nhìn đó, trên đây là có một cái sừng nè. Đấy, các bạn nhìn mình này. Thì ở mỗi vùng mỗi miền á, thì nó có những cái sản phẩm khác nhau.
đó, ba mẹ hoặc là khách hàng hoặc là những các em mà chưa có đồ chơi thì mình có thể dừng video này lại, mình cắt cái mảnh ra, mình có thể gửi đến những cái cửa hàng đồ chơi mà ở lân cận mình á, mình quen biết á, để mình cập nhật mẫu mã gì mình bán đó. Mỗi vùng mỗi nơi mỗi tỉnh á thì nó có những sản phẩm mà bán chạy khác nhau, thì những sản phẩm nào bán hot, những sản phẩm nào mà nó đẹp á thì mình sẽ quay lên làm như mình quay lên mình cập nhật cho các bạn biết, thì các bạn có thể cập nhật lại. Còn như các bạn nào mà nhớ vùng mà lỡ xem được cái video này mà muốn tìm mua cái sản phẩm này không ra, muốn tìm mua sản phẩm này á, thì các bạn mình có để một cái đường link á, một đường link ở dưới phần mô tả, các bạn bấm vào đường link đó thì nó sẽ có giá cụ thể nha các bạn. Rồi ok các bạn, thì tiếp theo á, thì mình sẽ xin giới thiệu về chi tiết về cách hoạt động của mình. Thì á, mình hoạt động bằng cách á là mình xài 3 viên pin nha các bạn, 3 viên pin. Khi các bạn mua về thì các bạn tháo cái nắp pin này ra này. Đấy, ở dưới bụng của mình á, ở dưới này của mình là có 3 viên pin nè, các bạn nhìn nè. 1 2 3 nha. 3 viên pin. Pin mình nó dùng là pin Pinoco. Pin con ó đỏ các bạn. Thường là pin gọi là pin tiểu á. Thì những cái pin này thì các bạn mua ở đâu cũng có, đặc biệt là những tạp hóa. Tạp hóa mà nó bán á, tạp hóa nào cũng có bán cả. Các bạn mua cho mình 3 viên nha. 3 viên pin này. Các bạn nhớ phải lắp đúng chiều nha. Cái chiều lồi xo là cái chiều bằng của cái viên pin nha. Chiều lồi xo là cái chiều bằng của viên pin. Đấy. Đấy. Khi các bạn lắp 3 viên pin xong rồi thì các bạn đậy nắp pin lại. Lưu ý là sản phẩm với mình không có một ốc nha. Không có ốc. Thì các bạn khi các bạn chơi thì các bạn bật mình lên. Không chơi. Không chơi thì các bạn tắt xuống. Thì rất là tiện lợi, rất là dễ xài. Thì mình sẽ cho các bạn nghe được cái chi tiết về cái tiếng nhạc của mình nhé. Rồi ok các bạn, thì cái mình á thì mình cứ bỏ xuống thì mình chạy thôi, chắc nghe mình đi thôi. Rồi mình đã giới thiệu xong về cách hoạt động rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn biết về chi tiết của sản phẩm của mình ha. Thì cái chi tiết sản phẩm của mình đó thì mình có chi tiết như thế này. Thì thứ nhất á là cái chiều dài của mình nè, thì mình có cái chiều dài nè, mình sẽ đo cho các bạn thấy cụ thể luôn nè. Đây các bạn nhìn kỹ nha, cái chiều dài của mình đó là nó gần 10, tính tới cái đuôi nha các bạn, 17 cm nha các bạn. Rồi ok các bạn, 17 cm là chiều dài nha. Chiều cao mình tính từ cái chân lên tới cái sừng này các bạn. Rồi đây, tới cái sừng này là nó gần 20 cm. Đây, đến cái tay của mình nè, cái sừng này 20 cm nha các bạn. Khá hơi bị cao đấy, 20 cm. Bằng một găng tay của mình đó các bạn. Rồi cái bề ngang của mình, cái bề ngang của mình á thì mình sẽ đo, mình sẽ đo hai cái chân quay nha các bạn. Sáu cm nha các bạn, 6 cm. Rồi ok các bạn, mình cũng đã giới thiệu chi tiết về cách cái kích thước của mình rồi, kích thước chiều cao của mình rồi. Vậy là mình đã giới thiệu xong về cách chơi và cách hoạt động cũng như kích thước của mình rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.